Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người bỏ rơi mẹ tôi và tôi đâu. Có lẽ là con sẽ không tin được là cả ta cũng đã phải vất vả trong suốt thời gian qua. Không, phải nói đó là một chuỗi ngày đau khổ. Vì nếu chỉ nói là vất vả thì không thể nào diễn tả hết được. Đúng là lời nói không thể nào tin được. Nhìn thấy con là ta thấy tội lỗi chất chồng. Ông có lỗi à? Bây giờ ông nói là ông có lỗi với tôi sao? Phải. Lúc nào ta cũng thấy có lỗi với con, và chỉ muốn xin con tha thứ. Ngay cả bây giờ, ngay cả lúc này cũng vậy. Nếu như ông là người biết suy nghĩ đến điều đó, thì ngay từ đầu ông đã không bỏ rơi mẹ tôi và tôi một cách nhẫn tâm như vậy đâu. Con hãy hiểu cho ta, hoàn cảnh lúc đó ta không thể làm khác được. Hồi nhỏ ta đã phải dọn đến cái làng nơi con ở để chỉ được nhìn thấy con, được gần con. Con có biết rằng lần đầu tiên nhìn thấy con, ta đã phải giấu nước mắt, tim ta quặn đau. Không phải ông muốn dọn đến để gần tôi đâu, mà vì ông muốn theo dõi những gì đang xảy ra chung quanh tôi, để giám sát một viên đá nhỏ đã dính díu cuộc đời ông, biết đâu sẽ trở thành một tảng đá lớn. Vậy là con cố tình không hiểu lòng ba. Ông dám mở miệng nói từ ba với tôi sao? Ông nghĩ là ông có đủ tư cách để gọi như vậy à? Từ khi ông bỏ rơi mẹ tôi và có ý định giết chết tôi ngay từ khi tôi còn nằm trong bụng mẹ, thì tôi coi như không có ba nữa rồi. Tôi không thể nào hiểu được một người đã từng có ý định giết chết tôi, bây giờ lại muốn công nhận sự tồn tại của tôi. Hay là tôi cũng có một giá trị nào đó để ông lợi dụng cho công chuyện làm ăn của mình? Vì con biết tất cả sự thật này từ lúc nào vậy? Bây giờ điều đó có quan trọng gì không? Vậy thì ta hỏi con một câu nữa thôi. Con lấy cắp thông tin của công ty ta và bắt đầu kinh doanh phở, có phải là để trả thù ta không? Trả thù? Ông nghĩ tâm trạng của tôi bây giờ chỉ định nghĩa trong một từ đơn giản như vậy sao? Nếu có thể làm được điều gì đó cho ông, thì tôi chỉ muốn đập nát ra tất cả thành mảnh vụn những gì mà ông đang có. Nếu có thể làm cho ông, người đã giết chết mẹ tôi, trở nên suy sụp, thì tôi có thể làm được tất cả mọi chuyện. Con đừng làm như vậy. Mặc dù ta không ra mặt nhận lời cha, nhưng ta đã hết mình làm tất cả những gì có thể vì con, trong khả năng của ta. Đó là vì cho bản thân ông cảm thấy thoải mái mà thôi. Ông đừng có nói ông làm tất cả điều đó là vì tôi. Tôi nhắc lại cho ông rõ, cuộc chiến của chúng ta, không, cuộc chiến của tôi bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Tin vào chuyện đó hay sao?
Làm sao em có thể tin được anh đã có người con gái khác? Em phải tập công nhận đi. Lòng anh đã hết yêu em từ lâu rồi. Không được, anh không thể nào bỏ em được. Chuyện của chúng mình coi như hết rồi. Anh yêu cô ấy. Thôi được, em có thể tạm tin chuyện anh đã có người con gái khác, và em sẵn sàng tha lỗi cho anh. Nhưng anh ơi, anh hãy dừng lại đi, vẫn còn kịp mà. Bởi vì em đã có thai rồi. Cô đừng hòng giở trò lừa dối đấy mà. Giữ tôi lại. Không, anh ơi, anh điên mất rồi. Anh điên vì gia thế, anh điên vì tiền của cô ta. Em xin anh hãy tỉnh lại đi. Hãy vì con của chúng mình. Anh ơi. Không, người cần tỉnh táo chính là cô đó. Tôi không thể công nhận chuyện đó được. Tôi không thể nhận đứa bé trong bụng cô lại là con của tôi được. Đúng là anh không còn tỉnh táo nữa rồi. Anh ơi, đừng làm nhơ nhuốc đứa con trong bụng của chúng ta. Đừng vì sự ham muốn của anh. Cô hãy từ bỏ cái từ chúng ta đó đi. Nó là con của cô. Bởi vậy, cô muốn làm gì thì làm. Con đã nói hết tất cả với ông ấy rồi. Con đã nói là con biết hết tất cả những chuyện ông ta đã làm với má. Khi nói ra được, con thấy lòng mình nhẹ nhõm như trút được mối hận thù bấy lâu nay. Lẽ ra má phải được nhìn thấy gương mặt ông ấy sững sờ như thế nào. Nhưng thật lòng con không hề thấy nhẹ nhõm một chút nào má à. Con tưởng khi nói ra hết tất cả thì lòng mình sẽ dời đi. Nhưng giờ đây con cảm thấy bế tắc và ngột ngạt vô cùng. Con oán trách con người đó. Phải chi ông ta đừng bỏ con với má, thì má con của mình còn phải sống như vậy phải không má? Con không cần nhất thiết phải vừa sống mà phải vừa căm thù một ai đó. Má ơi. Cô Vi cũng không tới hả? Kỳ vậy ta. Dạ dạ. Hồi sáng cậu đi không nói tiếng nào, rồi tới giờ cũng không có liên lạc. Điện thoại di động thì cũng không nhận được. Dạ dạ. Dạ tôi biết rồi ạ. Thôi tôi cúp máy đây ạ. Cái
cô này thiệt tình biến đi đâu không biết. Vi đi từ sáng tới giờ chưa về văn phòng à? Mà nghe nói gọi điện thoại cầm tay cũng bắt máy nữa, không biết đi đâu. Cô Oanh chưa kể chuyện đó cho Vi nghe phải không? Dạ, cái chuyện nó là vậy nè anh. Đã kể rồi phải không? Dạ, em cũng không có định nói đâu. Mà tại diễn Vi á, Vi nó tinh ý quá, nó chặn đầu em trước nên. Trời ơi, tôi đã nhờ chứ cô Oanh là đừng có kể cái chuyện đó cho Vi nó nghe rồi mà. Dạ, em cũng đâu định nói đâu. Mà tự gì nó năn nỉ quá anh. Nên em. Ủa, mà chuyện đó là chuyện gì vậy? Người ta đã dặn mình là không được nói rồi mà. Nhiều chuyện. Vui uống mấy ly à? Vui một ngày như mọi ngày. Ba mẹ ơi, sao mà ba uống rượu nhiều dữ vậy mẹ? Mẹ không có biết nữa. Vui một ngày như mọi ngày. Như thế tôi cứ vui từng ngày. Như thế tôi nói đẹp của tôi đây mà. Tôi là thằng may mắn, một thằng không ra gì như tôi mà có vợ vừa đẹp vừa ngoan. Anh à, anh nói gì kỳ vậy? Anh say quá rồi, anh ngủ đi. Mày, tôi là thằng may mắn. Sữa đỏ, đỏ, đỏ lắm. Ba của con có chuyện gì vậy? Từ đó tới giờ, ba của con đâu có bao giờ say dữ vậy đâu con. Ây chà, trong lòng thấy bất ổn về là thế nào cũng có chuyện xảy ra. Lẽ ra mình không được nói cái chuyện toàn bộ sự thật cho con Vi nó biết. Nói gì đâu có lợi gì đâu trời. Lỡ con Vi mà nó làm ăn giỏi rồi nó hạ gục ông Cường thì trời ơi. Mà không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Nói nghe dễ chứ làm gì làm được. Ông Cường có phải tay dừa đâu. Tóm lại là chuyện này không có dễ. Trời. Làm hết hồn hết vía. Gì vậy? Tôi đi vô phòng tôi mà làm gì hết hồn à, à. Vậy tính làm chuyện gì xấu thành ra mới sợ phải không hả? Thằng nói bậy tà bạ. Ra ngoài lấy cho tôi ly nước đi. À, thôi để tôi lấy được. Ông này tính lợi dụng Khanh để bày cái chuyện gì nữa đây?
có sao không? Không sao. Anh uống với ai mà nhiều quá vậy? Ông Hải. Có chuyện vui hả anh? Chuyện gì? Thì anh nói mà, lúc về nhà anh nói là có chuyện vui đó. Hình như là có. Chuyện làm ăn của anh Hải lúc này khá lắm. Hình ra anh cũng vui lây, cho nên uống hơi nhiều một chút. Anh cũng thiệt là, nếu mà là chuyện vui á thì bữa nào rảnh anh mời anh Hải về cùng ăn tối với mình. Chuyện vui của anh cũng là chuyện vui của em mà. Ừ, để em nói với Hải. Ngủ đi anh. Anh không ngủ hả? Ủa, giờ này sao chưa đi làm nữa? Vy! Vy ơi! Vy có trong đó không? Vy, Vy! Trời, cửa cũng không khóa nữa. Vy! Vy! Vy có sao không Vy? Vy! Trời ơi! Sao nóng như vậy? Kiệt sức vì làm quá sức và bị stress, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao đâu. Tưởng đâu cô cũng thông minh, ai dè khờ quá trời. Có thân mình cũng lo không được, còn làm cái gì được nữa chứ. Cái gì? Phòng cấp cứu hả? Dạ dạ, bị nhẹ thôi à. Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn nhiều nha. Nhỏ Vy ở phòng cấp cứu hả chị? Dạo này nó làm việc quá sức nên xỉu rồi. Đang nằm bệnh viện nào? Người ta nói nó đang truyền nước biển và ngủ anh nè. Nhưng mà Thiện nói bệnh của nó không nặng lắm đâu, mọi người đừng quá lo lắng nha. Đâu được, phải đến thăm coi làm sao chứ. Nhưng anh Hoàng à, sắp tới giờ ăn trưa rồi, anh mà đi thì ở nhà lo không có nổi đâu. Hay là để đến chiều đi rồi mọi người cùng đi được không? Dạ phải đó, anh Thiện nói nhỏ Vy bệnh không có nặng thiệt phải không chị? Ừ, bác sĩ nói chỉ để nó ngủ một giấc đi, sẽ khỏe liền mà. Dạ mời quý khách vào ạ. Cầu dòng đi ạ. Dạ, quý khách dùng gì ạ? Như vậy là được rồi, anh đã vượt qua kỳ kiểm tra rồi đó. Thời gian vừa rồi, anh chịu khó lắm. Tôi cũng không ngờ anh thay đổi nhiều như vậy á. Dạ không, tất cả là nhờ cô Hiền. À không, bà giám đốc. Thiệt tình á, lúc đầu tôi thấy mấy thứ này nè, tôi cũng nổi da gà.
tưởng đâu là làm không được. Ai về tập thử thấy cũng được đó chứ. Tận tình phục vụ khách thì có gì đâu mà mắc cỡ. Mà đây là sự đương nhiên. Nếu mà mình tốt với người ta đó, chắc chắn mình sẽ được đáp trả lại như vậy. Anh đừng quên, lúc nào cũng phải tươi cười, niềm nở phục vụ cho khách. Nếu mà có chuyện gì á, anh cứ điện cho tôi bất cứ lúc nào. Dạ, cảm ơn cô nhiều. À quên nữa, tôi có một điều thắc mắc. Cô là phụ nữ, sao tay cô mạnh quá vậy? Cô có biết là tôi gồng thu phụ nữ, tôi mắc cỡ lắm không? Sức khỏe là quan trọng, nhưng còn kỹ thuật nữa. Khi mình gồng tay á, dùng hết sức ngay từ đầu, điều đó là điều tối kỵ. Điểm nhấn ở đây, kéo tay về phía mình, thu hẹp góc độ lại, còn hơn là dùng sức đó. Khi mà góc độ đã được thu hẹp rồi đó, thì sức khỏe cũng sẽ tăng lên gấp bội. Rồi sau đó, kéo mạnh tay thiệt là nhanh, thế là xong. Yeah. Nhỏ này đúng là đứa không phải bình thường nha. Sao mà cứ đem qua cho tôi hoài vậy? Mang về cho gia đình ăn, cho nó vui. Lúc này vui hơi nhiều nha. Nè, ông muốn chuyện gì nhờ tôi đúng không? Có gì đâu. Xạo. Nói đi, tôi với ông mà phải đặt dấu gì? Tôi muốn nhờ ông giúp tôi việc này. Chuyện gì? Ông thử dò hỏi Hiền xem. Hiền nghĩ gì về tôi? Hả? Tưởng gì, chứ chuyện đó thì dễ. Ê, nhưng mà nếu như bà Hiền bà nói bà không nghĩ gì về ông bỏ cuộc không? Không không không, dứt khoát là không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng mà lỡ ấy, Hiền nói là không thích tôi, thì ông làm ơn, ông nói giùm Hiền ấy, là tôi là con người được lắm. Cái miệng tôi mà, tại tôi mà nâng ai là người đã lên tới trời, mà tôi mà dìm ai là không ai nâng lên được. Yên tâm, tôi sẽ ca ông tới bến luôn. Nếu mà được như vậy, tôi hứa sẽ tặng ông nguyên một bộ vest trắng luôn. Vest trắng à? Sửa xe mà mặc vest trắng được không ta? Với mẫu thiết kế này thì dùng màu Trung Quốc sẽ hợp hơn màu thể thao đó cô Phương. Điểm nhấn của thiết kế là vẻ đẹp tao nhã của đô thị hiện đại. Với cái thiết kế này mà cho màu Trung Quốc vào thì cảm thấy khó chịu lắm đó. Với mẫu thiết kế tao nhã thì dùng màu Trung Quốc sẽ hợp hơn ngoài sức tưởng tượng đó. Với lại nó sẽ mang lại cảm giác mới mẻ. Chị nghĩ làm thiết kế là đúng rồi đó. Người không có óc thẩm mỹ thì làm sao mà tồn tại làm nhà thiết kế được chứ? Tại cô không biết đó thôi. Chứ lúc tôi còn tiệm riêng, nhiều người biết tôi lắm chứ bộ. Chẳng qua đó là áo dài thôi. Mà tôi nói cho chị biết nè, áo dài á thì không cần đầu óc thiết kế gì đặc biệt đâu. Mà chị đến đây có chuyện gì không? Đây là bản báo cáo tình hình nhập kho sản phẩm mới. Chị để đây rồi đi. Mà Sanali nè, từ giờ trở đi, chị mà vô đây á thì xin giữ lời cho nha. Chị làm bộ hiểu biết thì chỉ có chị là người bị tổn thương thôi. Dám nói mình là người không có đầu óc thiết kế hả? Trời đất ơi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là người đầu tiên dám sỉ nhục mình như vậy. Dạ, thưa ông chủ tịch, cuối cùng thì hôm nay sản phẩm mẫu cũng đã hoàn thành. Xin mời ông chủ tịch cùng đi tới nhà máy ạ. Cậu giải quyết công việc kiểu gì vậy? Dạ, tôi đã dặn cậu thế nào? Phải tuyệt đối không được để ai biết sự tồn tại của người cung cấp thông tin cho chúng ta ở bên Hương Việt kia mà. Dạ, thưa ông chủ tịch.
tin tưởng người như cậu làm sao tôi làm việc được. Cậu có biết là chuyện này rò rỉ ra bên ngoài ảnh hưởng ra sao với cái công việc của công ty ta không? Dạ xin lỗi, tôi đã dặn anh ta hết sức chú ý, nhưng có lẽ họ đã đánh hơi được và truy hỏi anh ta. Biện bạch nghe hay quá. Nhưng bây giờ đang là thời điểm đặc biệt nên tôi không có biện pháp với cậu. Nếu như cậu còn làm tôi thất vọng một lần nữa, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Tại sao ông chủ tịch biết được ta? Tại cái thằng đó mà mình tiêu hoàn toàn. Đồ ngu. Thưa trưởng phòng, đây là danh sách các người phụ trách nhóm hàng mì xài ở các siêu thị lớn. Cậu để đó rồi đi đi. Anh đang có chuyện gì à? Cậu muốn tôi có chuyện gì cậu mới vui hả? Thôi, cậu đi liên lạc với cậu Khanh, hỏi coi mẫu phở chừng nào có lại lần nữa. Vi đã tỉnh rồi hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện vậy? Từ hôm qua không thấy cô đi làm, cũng không thấy liên lạc, nên tôi thấy lo và đã tới nhà thì thấy cô bị xỉu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy mệt quá, định về nhà nghỉ một lúc. Lên giường nằm chắc là ngủ tiếp đi, rồi sau đó không biết gì hết. Người gì mà kỳ vậy hả? Giờ cô bao nhiêu tuổi rồi mà có thân mình cũng không quản lý được. Sao tự nhiên anh lại nổi giận lên vậy? Bộ cô tưởng cô là một đứa con nít 1-2 tuổi hả? Cứ phải có ai đó bên cạnh lo lắng chăm sóc cho cô hoài sao? Bộ tôi bảo anh lo lắng chăm sóc cho tôi hay sao? Tự nhiên lại nổi giận lên à? Bây giờ tôi đỡ rồi, tôi đi làm việc đây. Việc cái gì mà việc? Anh làm sao vậy? Tôi đã nói tôi đỡ rồi, mình phải đến nhà máy nữa. Cô muốn tôi hét lớn lên nữa phải không? Thiệt tình hôm nay anh bị sao vậy? Cô nghỉ ở nhà đi. Tôi nghỉ nhiều rồi, còn nhà máy nữa. Tôi ra lệnh cho cô với tư cách là một giám đốc, cô nghỉ ở nhà đi. Dạ tôi rõ rồi. Dạ thưa ông chủ tịch. Dạ. Dạ. Nghe nói ông chủ tịch có chuyện gấp đi ra ngoài, chắc ngày mai mới đi xem sản phẩm mẫu được. Anh biết có chuyện gì gấp không ạ? Bây giờ đâu có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đi xem sản phẩm mẫu đâu. Chuyện đó làm sao tôi biết được? Tóm lại, lịch đi xem sản phẩm mẫu dời lại ngày mai. Cậu đi liên lạc với cậu Khanh, báo lại vậy đi. Mình cũng không biết cụ thể nữa, nhưng hồi nãy từ lúc ở phòng chủ tịch về, tự nhiên thấy trưởng phòng lạ quá. Vậy là rõ rồi, chắc là bị ba la một trận phải không? Ừ, hình như là như vậy. Nhưng mình cũng không biết tại sao anh bị la. Dạo này đâu có chuyện gì để đáng bị khiển trách đâu. Chuyện của phòng mình tụi mình cũng biết hết mà. Làm sao biết được chuyện tận bên trong? Ủa, mà sao ba biết được mẫu sản phẩm rồi mà vẫn còn đi đâu vậy ta? Thank you.
đẹp không? Chú. Sao? Chú mệt lắm hả? Không đâu. Chú chỉ định nói với con điều này. Vì nè, sau này lớn lên con phải vừa xinh đẹp vừa thông minh lắm. Sao con cười? Dạ không có, con hay chú nói như vậy, con rất thích. Ba chỉ mong con đừng biết gì, cứ lớn lên với nguyên vẹn hình ảnh đó, thông minh và xinh đẹp. Nhưng trong lòng con chỉ đầy sự căm ghét ba. Ba xin lỗi, xin lỗi con. Từ giờ trở đi, nếu ba biết được cần phải làm gì, như thế nào cho con, thì ba đâu phải bế tắc thế này. Vi không có sao đâu, anh Thiện đừng có làm như vậy. Vi không có bệnh, anh làm như vậy Vi thấy mình giống bệnh nhân lắm. Tôi chỉ đề phòng trước thôi. Vi cũng biết nếu như cô bị bệnh thì sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc của chúng ta như thế nào rồi. Tôi làm việc này không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là vì công việc thôi. Cho nên Vi cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Anh cứ đi đi. Để tôi đưa cô lên tận nhà chứ. Vi không có sao thiệt mà, anh Thiện đi đi. Được rồi, nếu ngày mai còn thấy mệt á thì gọi điện cho tôi rồi nghỉ ở nhà nha. Con nói ba bỏ hết công việc mà đi hả? Dạ, ba chờ cái ngày cho ra sản phẩm mẫu. Vậy mà ba hủy tất cả, rồi lái xe đi đâu đó. Tụi lái xe nữa hả anh? Ừ, anh nghe nói là cho chú tài xế nghỉ sớm, rồi tự một mình ba lái xe đi đâu. Mẹ ơi, chắc là ba có chuyện gì rồi phải không mẹ? Hôm qua con thấy ba uống rượu nhiều tới mức như vậy đó. Chắc tại là việc của công ty nên ba mới như vậy thôi mà. Không lẽ người như ba vì chuyện công ty mà bỏ tất cả mọi chuyện đi đâu sao? Cũng không bắt máy. Không biết ảnh đi đâu vậy ta? Alo. Dạ. Dạ chào anh Hải. Em là mẹ của Khanh đây. Dạ. Dạ cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Dạ ông xã em có ở đó không ạ? Dạ không, tôi có việc nên bây giờ đang ở tỉnh. Anh nói sao? Anh đi tỉnh hả? Chắc là anh mới đi sáng nay hả? Dạ không phải hôm nay, tôi có công chuyện nên xuống dưới này 3 ngày rồi. Anh đi tỉnh 3 ngày rồi hả? Ủa vậy ngày hôm qua ông xã? Không có gì. Vậy anh cứ làm công việc của anh đi nha. Dạ. Ông chủ tịch. À không, có chuyện gì với anh Cường à? Không có chuyện gì đâu. Tại vì tối quá rồi mà tôi chưa thấy ảnh về, nên tôi nghĩ là chắc ảnh đang ở chỗ anh. Dạ, dạ vậy anh cứ làm công việc đi ha. Dạ chào anh ạ, hẹn gặp lại. Vậy hôm qua ông xã mình nói là nhậu với anh Hải.
vậy là không đúng rồi. Không biết là có chuyện gì với ảnh không đây. Ba vào một chút có được không? Tôi không còn chuyện gì để nói với ông nữa. Ông uống nước rồi đi về được rồi đó. Ta tính nói tất cả mọi chuyện với con. Ta muốn tự miệng mình nói ra tất cả sự thật và mong con tha thứ. Liệu ông có làm nổi chuyện đó không? Ông chủ tịch đã từng che giấu về sự tồn tại của tôi chỉ vì sợ mất đi địa vị và danh dự của mình đang có. Người như vậy liệu có dám nói ra hết tất cả những quá khứ của mình không? Ta che giấu sự tồn tại của con không phải vì sợ mất địa vị danh dự đâu. Ta sợ con còn nhỏ sẽ dễ bị tổn thương. Bởi vậy ta đã phải đợi đến lúc con được chuẩn bị để đón nhận tất cả sự thật. Thì ra ông che giấu là vì nghĩ cho tôi à? Vậy thì bây giờ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Ông có thể nói với tất cả mọi người, kể cả những người trong gia đình của ông biết về mối quan hệ của tôi với ông chủ tịch được rồi đó. Chuyện đó, nếu như ông dám nói với tất cả mọi người trong gia đình ông và xin họ tha thứ thì tôi sẽ tin ông. Ông có dám nói không? Tôi hỏi là ông có dám nói với Phương và Khanh rằng tôi là chị của hai người đó không? Vì à, thực ra ta cũng đã định khi nào thích hợp ta sẽ nói cho Phương và Khanh biết con với chúng nó là chị em. Còn bây giờ thì... Không, tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Bây giờ ông nói đi. Sao con cố ép ta như vậy? Bây giờ chưa phải lúc. Tới lúc đó ta sẽ nói. Vì à, còn bây giờ ta muốn con thu xếp công việc mình đang làm, hãy quay trở lại với công ty. Ta muốn con làm việc với ta, vừa làm vừa học, để sau này con sẽ cùng với Khanh và Phương điều hành cái công ty nữa. Thì ra mục đích của ông đến đây hôm nay là vì chuyện này. Ông muốn tôi đóng cửa công ty Hương Việt để quay trở về làm tại công ty thực phẩm Sky. Trong đầu ông chủ tịch lúc nào cũng đầy ắp những suy nghĩ về sự thành công cho riêng mình mà bất chấp đến tâm trạng và cảm xúc của tôi. Con người của ông là như vậy mà. Con nghĩ về ba xấu tới như vậy à? Ông lôi cái từ ba đó ở đâu ra vậy? Nếu như ông tiếp tục dở giọng ba này ba nọ với tôi ra nữa, tôi sẽ nói hết với tất cả những người trong gia đình của ông biết. Những gì trong quá khứ của ông như thế nào, tôi sẽ nói hết tất cả mọi người biết. Vậy ông chủ tịch tập đoàn Sky là người như thế nào ông biết không? Chắc là ông đã nói hết chuyện của mình. Tôi mời ông về cho. Tôi đã cố gắng làm hết sức tất cả những gì có thể cho cô, nhưng mà bây giờ tôi nhận được là như thế này đi. Được lắm. Nếu cô từ chối tôi cái kiểu này, cô muốn khiêu chiến thì tôi cũng sẵn sàng. Cô nói là muốn đập đổ tất cả những gì tôi có chứ gì? Cô thử làm đi, nhưng cho cô biết là rất khó đó. Hôm nay là lần cuối cùng tôi mở lòng thể hiện sự rộng lượng của một người cha đối với cô đó. Tại sao ông không nói điều này ngay từ đầu? Hình ảnh bây giờ mới thích hợp với ông đó. Đừng giả bộ nhân từ nữa. Tôi ghê tởm ông lắm. Thank you.
nhận ra chứ sao không nhận ra. Ba có bị gì đâu, chỉ xây xác nhẹ thôi. Có thiệt là anh bị nhẹ không? Thiệt mà. Đó, nhìn đi, anh đâu có sao đâu. Nghe tin tụi con sợ quá chừng. Có thiệt là ba không sao không ba? Thiệt, chỉ xây xác nhẹ thôi. Bác sĩ nói ngày mai có thể về được rồi. Không được đâu, ba phải ở lại đây, còn theo dõi sức khỏe nữa. Biết đâu, con nghe người ta nói á, bị tai nạn giao thông, di chứng nó còn đáng sợ hơn nhiều nữa. Hay là ba đây kiểm tra sức khỏe toàn diện luôn đi, nha. Trong người ba thế nào ba biết mà. Không sao đâu. Anh nghe lời con nói đi. Công việc là cái gì chứ? Công việc quan trọng hơn sức khỏe của anh sao? Như vậy là tôi bị mình tóm mấy ngày hết nhúc nhích rồi. Chuyện đầu đuôi ra sao vậy anh? Chỉ xây xác nhẹ như anh thấy đó, không có gì đáng lo lắm đâu. Nghe nói anh tự lái xe hả? Ừ, nhưng có chuyện cần xử lý gấp nên tôi phải mời anh đến đây. Thôi, anh cứ nghỉ ngơi trước đã. Tôi thấy con Phương nó lo cho anh lắm đó. Không còn thời gian nữa, chuyện này phải giải quyết nhanh. Có chuyện gì mà phải xử lý gấp ngay khi còn đang ở trong bệnh viện vậy? Cứ để yên cho Hương việc như vậy là không được rồi. Anh phải xử lý gấp.